Alo. Xin chào, mình là Duy Anh. Còn mình là Ngọc Vy. Và ngày hôm nay tụi mình đã trở lại đây với video đi xin số những bạn ở ngoài phố đi bộ. Chúng ta sẽ xin 10 số điện thoại của những người khác giới. Tức là mình thì xin nam, còn Duy Anh thì Duy Anh rất là thích nam nhưng mà buộc lòng phải xin số nữ. Đó. Nếu mà bạn nào có theo dõi một cái video trước đó rồi thì chắc cũng biết, và tụi mình có một cái mini game nhỏ luôn, đó là các bạn dự đoán người chiến thắng và số điện thoại xin được thì sẽ có 3 chiếc Mi Band 1 dành cho 3 bạn chiến thắng. Và video hôm nay sẽ là video công bố kết quả rồi, cho nên là bạn nào mà chưa tham gia mini game trước đó thì coi như là tất cả đã quá muộn màng. Nhưng mà không sao, chúng ta hãy xem là ai sẽ là người giành chiến thắng nhá. Bạn ơi, mình có thể làm phiền bạn một chút được mà. Dạ, tại vì mình muốn xin số điện thoại của bạn đó, được không? Để làm gì bạn? Mấy bạn xinh quá, muốn xin số điện thoại làm quen. Để làm gì cho? Mình muốn làm quen với bạn thôi. Làm quen á? Dạ. Ủa từ từ. Xin lỗi nha, mình không được các bạn. Dạ, không được hả bạn? Mình kêu xin lỗi luôn bạn. Tại sao vậy? Tại vì mình đang làm một chương trình, mình đang muốn xin số điện thoại của bạn thôi. Chương trình gì vậy? Một cái chương trình nhỏ nhỏ thôi. Dạ, tại vì em cần phải biết cái chương trình đó. Một chương trình trên YouTube đó nha. Dạ, có thể là 0905. 0905. Là em nháo qua nha. Được rồi. Em tên gì hả? Dạ, em tên là Anh. Tên Anh đúng không? Rồi, cảm ơn em. Mình làm việc hai bạn một chút được không? Dạ, tại vì mình muốn xin số điện thoại của hai bạn. Tại vì mình đang có quay một cái chương trình đó, nên mình muốn xin một số điện thoại của hai bạn. Mình có quay một số video nên mình muốn xin số điện thoại hai bạn. Không được. Gọi làm việc. Cảm ơn bạn nha. Tại vì mình muốn xin số điện thoại của bạn. Em muốn xài điện thoại anh ơi. Dạ, bạn không có điện thoại, mình cho số hay cách nào liên lạc cũng được. Dạ, em có phay á. Dạ, phay bạn là gì? Lê đúng rồi. Lê đúng rồi. Dạ. Rồi, mình cảm ơn bạn luôn. Rồi, chào bạn. Nói chung thì đi xin một hồi thì tổng cộng mình xin được một số điện thoại, một cái Facebook và một cái Instagram. Xin thì cũng lầy lội chở chục người có đó. Nói chung là mấy bạn chắc nhìn mặt mình gian sao á. Ok, hãy đợi xem chị Vy coi chị Vy xin được bao nhiêu số, nhiều khi xin không có được số nào sao đúng không? Không có liêu. Nhìn vô sợ quá không dám xin. Bạn ơi, mình có thể bây giờ mình đang có một trò chơi nhỏ mà mình có thể xin số điện thoại của bạn được không? Số điện thoại hả? Có gì không? Có gì không? Xin số điện thoại thôi, không có gì. Ai vậy? Người lạ thôi. Đọc ra. 0126. Ok, cảm ơn bạn. Bạn tên là gì vậy? Hỏi tên thôi, hỏi tên cho biết thôi. Tên Dương. Cảm ơn bạn Dương. 4240. Bạn tên là gì ạ? Tên Phát rồi. Bạn Phát gọi cho chị. Hả? Tên Phát. Bạn Phát. Rồi vậy đó, tỏ nha. Có phá không chị? Có đừng phá nha. Không phá đâu, cảm ơn bạn Phát. Bạn cho mình xin số luôn nha. Nó có bồ đó mà chị đứng ghen. 0902. 0902. Rồi anh tí có đưa số luôn rồi. Bạn tên gì ạ? Tên Minh. Bạn Minh. Bạn Phát, bạn Minh, đúng không bạn Minh? Bạn Thi chứ rồi. Đừng có chi vậy. Sao ạ? 0966. Trời luôn. Cảm ơn bạn. Để cho chị xin số điện thoại được không? Tại tự nhiên chị muốn xin số điện thoại vậy thôi hả? 093 một Thịnh. Thịnh. Cảm ơn em. Các bạn thấy tình hình hiện tại mình đã có một ô xin tạm thời ở đây thì các bạn cũng biết kết quả rồi đó. Mình đã xin được 5 số điện thoại của 5 người, không có fail một người nào hết. Nói chung là cái chuyện đó đối với Vy làm quá dễ, tự mình biến mình thành con rùa luôn. Nói chung là các bạn phải nói kiểu là xin số điện thoại của những người đẹp trai lòng lượng, hoặc là họ chị em bạn gì như là Duy Anh đó, mấy cái như vậy thì mới gây khó khăn cho mình được. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thử thách mình thêm một lần nữa thì có thể comment ngay bên dưới, và mình sẵn sàng cùng với chiếc SBS của mình đón chờ thử thách của các bạn. Và như các bạn thấy là mặc dù lúc đầu nói 10 người nhưng mà thật ra là mỗi người 5 người đó, chứ không thôi nhiều quá. Và cái lần trước cái đường link ấy thì Duy Anh cũng đã để tối đa là chọn cái tỷ số tối đa là 5 thôi, cho nên là cái này nó không hề ảnh hưởng đến kết quả của các bạn. Và tỷ số chung cuộc ngày hôm nay của chúng ta là 5-1. 5-3 mà Facebook và Instagram không có tính. Tao giả sắp mặt bây giờ. Đó. Đó, tóm lại là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ phạt Duy Anh nhé. Chào mấy bạn, mình về trước nhé. Đeo túi là có lý do của nó hết. Rồi, bạn nói gì nè? Phạt Duy Anh cái gì đây? Thôi cộng vũ đi. Cộng vũ, cộng một vũ. Một vòng Bitexco. À, giới thiệu với các bạn, mặc dù Vũ không có chiều cao bằng Duy Anh, nhưng hai thằng mang giày cặp luôn nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Vũ đây là editor mới của Schannel. Đi nổi, mày vô tí. Vũ ăn như thế. Trứng máy hả? Trứng máy là trứng máy. Vô bạ chưa? Ba cân bán. Gấp rưỡi em thôi. Love is the moment. 차가오던 그날 그 순간 두 눈에 맺혀 가슴에 맺혀 사랑.